Tin cộng đồng Arizona. Hôm nay, tháng 9, ngày 28, 2016. Tôi là Danny, phóng viên. Mến chào quý thính giả của đài TV Việt Nam News Arizona. Chủ đề hôm nay: trọng phúc sống dở chết dở khi bí mật kinh hoàng bị phanh phui trước công chúng. Về vấn đề trọng phúc vụ trẻ em dưới tuổi thành niên để lạm dụng tình dục do người ẩn danh báo cáo trên Facebook Messenger gửi inbox cho đài TV Việt Nam News Arizona. Vì lòng tham sắc dục lại là một phần của bản năng đó. Vậy nên, ngay từ câu đầu tiên, Đức Phật đã dạy con người rằng kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Chuyện ghê tởm này có thật hay không? Xin mời quý vị thính giả theo dõi bản tin sau đây của đài truyền hình Việt Nam News Arizona. Ta nói cái chuyện của thằng Trọng Phúc nghe không? Ở cái làng Arizona này ai không biết tụi bay. Tụi bay lừa đảo, tụi mày mở ra thi tiếng hát Việt, tụi mày bắt chước mà không có đúng. Mày nghĩ sao vậy? 8 thí sinh thi thì phải có người rớt, nhưng cuối cùng người ta cho tiền tụi bay. Tụi mày hạ một thí sinh nữ rớt ha, rồi lát rồi hạ thêm một người rớt, rồi mày hoành lại, mày nói nhỏ cái thằng nhỏ đó ngày tới trở lại thi. Vậy là tụi mày lừa đảo. Nói cho mày biết, cái băng tụi bay dàn cảnh hỏi bà con có ai mà thi tiếng hát Việt mà ban tổ chức 4 người, mà 4 người là thành phần lý lịch không ra gì. Trước hết chủ thằng mà tự xưng là chủ tịch cộng đồng mà thằng Trọng Phúc BD, mày là dạng lưỡng tính, con trai mày cũng sực mà con gái mày cũng chơi á. Kế ta là con Mộng Tuyền, Mộng Tuyền là con mẹ khả tối mày lụm ở trên casino về tưởng người ta không biết hả mày. Rồi một bên nữa thằng con nít chả hiểu cái gì hết, mới ra hát một bẻ Minh Thành mày cho lên ngồi ban giám khảo. Tụi bay nghĩ sao vậy? Cái chuyện này á, cả xã hội ở bên Việt Nam họ cũng tần trỗi rồi, bây giờ lại xảy ra ở đây. Rồi ngoài ra cái con người ta thi rớt, người ta thắc mắc, thế lẽ mày là ban tổ chức, mày phải nói chuyện cho đàng hoàng, mày phải giải thích một cách minh bạch. Thi tiếng hát muốn công bằng ngoài tổ chức mà còn làm khán giả ngồi coi cho bình chọn, đó mới là một sự công bằng. Nó nói cho mày biết, mày là đừng có bao giờ mày bịt mắt thiên hạ. Sau khi không ai nói đâu, nhiều người bức xúc tụi bay là thứ dơ bẩn nói bậy. Tao nói mày chó hùa đó, là cái ban tổ chức mày ngoài chó hùa đó. Trên Facebook còn có Nga Phan. Nghe Phan này là cái con nào tao không biết, nhưng mà nó làm nhục cái họ Phan nhà nó, là Phan Bừa, Phan Bãi. Nó nói người tha giọng này dễ thi karaoke. Xin lỗi nếu nó tự xưng là ca sĩ trong cái nhóm tụi bay, không ai làm chuyện đó. Vì tổ nghiệp họ tối kỵ cái chuyện trà đạp lên nhau, biết không? Nhưng mà cái thứ tụi bay không ai hát được á, cho nên tụi bay tranh tài dẫm đạp lên nhau. Từ ca sĩ John, cái thằng già đó, tôi nhìn cái mặt nó thấy mà gớm luôn, mà nó dám nói nó là ca sĩ à. Nó chụp với con vợ đó, tôi tưởng là má nó đó. Nói nó coi lại cái mặt nó đi, cái mặt nó giống ai biết không? Giống ca sĩ Huy Đức mới chết vừa rồi đó, sao nó không đi theo ổng ta? Rồi kế tới cái thằng Henry Định nữa. Nó nói là đừng lấy kế là lên thi, nó đau chân mà nuốt nuốt cái hộp. Nó nói cái hộp gì? Hộp le má nó hả? Con đỉ mẹ tụi bay, hôm nay tao nói chuyện tục là để dạy cho tụi bay. Rồi con Tường Vi nữa, cũng ai vua chó hùa hả? Tụi bay là một lũ chó hùa. Mày coi lại đi,
con mẹ Ngọc Anh lúc nào đi đâu cũng đứng bên mày, giống như bà Phiếu Điều muốn cắn cái giá của mày vậy chồng bút. Nịnh mày dâm nữa, bà nói trên Facebook ai cũng thấy. Thấy củ củ khoai lang tưởng là con cu bự. Trời ơi má này nó dâm là phải, cái mặt nó bự chập bá mà. Nói mày nghe nè chồng bút ơi, ai mà ở thành phố Phi Đích này xui lắm mới đến thi nấu ăn cái chỗ mày. Thi thực phẩm là tao nói mày đó, về là nhà hàng nó ế chết luôn. Bởi vì thực ra là chân cẳng của mày là cái đám ham danh hồi trước mày bầu cho làm người mẫu, nó đâu phải là nghề nấu ăn. Nhiều con chứ là thợ nêu, thợ làm táo, vậy mà cũng làm bộ làm một vài món lên thi để cho có tụ, che mắt thiên hạ để mà lấy tiền của những người không biết mới vô thi nấu ăn. Tao nhớ đâu để tao coi coi, hình như có nhà hàng phở Sài Gòn Phía nó mới chính thôi bà bếp, vô thi là mày cắn một khúc luôn. Nhà hàng nào mà vô cho mày thi là sắp chết rồi mới vô thi biết không. Mày bịp ai vậy mày? Cái con Ngọc Anh này, tao nói cho tụi mày biết, tụi bay dâm mày còn dư mất dài. Có một cái món một chút xíu cũng lai chim, mày phải lai chim đó mà. Mày muốn ngó chim đó mà, tao mở chim cho mày coi nha. Cái tụi mày là cái tụi dơ dái, nhìn cái mặt như vậy mà đòi làm bếp trưởng, rồi chấm thi nấu ăn. Trời ơi, cái mặt mày nhìn muốn chảy nước, nói chuyện cái miệng mày muốn chảy nước miếng à. Mặt thì tao mà ghê à. Mày là con mẹ bất kỳ phải không? Bất kỳ 75 chứ không phải 54 nha mày. 54 tao là sự. Mày tính quảng cáo cho cái đám Hà Nội. Mày nói bún mọc Hà Thành chỉ có dân Hà Nội mới xài thôi. Tao nói cho mày biết nha, cái con Ngọc Anh, mày là bất kỳ ngoài Hà Nội đưa vô đây. Mới vô đây qua đây để gà vô đây. Thứ mày là dâm tặc, giống mấy con đĩ chó đi Trường Sơn vậy đó. Nhìn mày coi, cái vú mày nó bự hơn mấy cái bưởi nữa. Dơ lắm, mày đứng nấu ăn có khi văng nước Nước sữa dầu hôi của mày vô, không ai dám ăn đó mày. Trời ơi, cái chương trình gì mà mới có một chút xíu mà đám chó hồ của băng Trọng Phúc. Tao nói mày nghe Trọng Phúc, từ nay giờ sao mày bỏ đi nghe. Tao còn biết nhiều người trong cái băng tụi mày núp đằng sau nữa. Mày gạt những người già mấy năm trước thi tí hát rồi ngoài ra còn thi người mẫu. Trời ơi, già sắp chết rồi mày đi lấy cái bằng người mẫu để làm cái gì? Sao mày không, mày tao biết sắp tới mày định mở cái gọi là cái giải người mẫu địa phủ để cho mấy má xuống đó cầm bằng về dưới thi biết không. Thôi nha con, lần sau bỏ nha con, mày chết với mẹ mày à. Cái đám dâm tặc, cái đám thú quá. Ai đến tụi bay là chết.